Về ngoại hả? Bầu bì đi đâu? Lỡ có chuyện gì rồi ăn nói tôi làm sao? Đã làm vợ, sắp làm mẹ tới nơi rồi mà còn ham hố chuyện đi chơi nữa. Thôi đi đâu hết á. Con mới có bầu có 3 tháng à, con còn đi lại được. Từ Tết năm ngoái tới giờ con chưa có gặp ba mẹ con. Nên là mẹ... Cái gì? Ý cô nói là tôi làm khó dễ cô hả? Cô thử hỏi khắp cái thế gian này á, coi có đứa con dâu nào á mới về nhà chồng mà không hề phụ gì cúng kiến với nhà chồng hết trơn á. Có không? Mà còn kể lể nữa. Dạ không, con không có ý kể lể đâu mẹ. Tại vì con nhớ ba mẹ của con quá nên là Thôi thôi con thôi muốn... thôi 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 thôi. Đủ rồi. Tôi thấy là tôi nhịn cô quá rồi, bây giờ cô làm tới đó. Hở một chút á, than khổ than sở, không có biết điều gì hết trơn á. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Trời đất ơi, cô làm vợ kiểu gì vậy? Chồng đi làm về trễ, không biết nhắc nhở nó tắm rửa ăn cơm, để chết đói đi ngủ hả? Hả? Mẹ, có chuyện gì mà Có chuyện gì đâu. Mẹ thấy con đi làm về trễ mà chưa ăn cơm đã ngủ, cho nên mẹ nhắc nhở nó chăm sóc con chu đáo. Có vậy không à, con cũng không làm được nữa. thôi mà mẹ, vợ con không có biết gì đâu, tại vì con về đó, con mệt quá con ngủ quên á. Thôi đừng có binh nó nữa. Mẹ thấy hết rồi. Mẹ tính lên đây á, mẹ bàn với con. Dịp lễ này nè, bà con lên chơi, con ráng sắp xếp công việc ở nhà để mà tiếp đón mọi người cho đàng hoàng chu đáo. À mẹ, vậy tại vì lễ vợ con muốn về quê thăm nhà, cho nên là chắc là con tranh thủ chở con về quê, sau đó con quay lại tiếp khách sau nha mẹ. Ủa, tôi nói với cô làm sao rồi? Bầu bì như vậy đi không có được, rồi đường xá xa xôi nữa, đã vậy còn đi bét chồng làm sao? Bộ cô coi cái lời nói tôi không ra vậy hả? Dạ không phải đâu mẹ, tại vì ba mẹ con gọi lên nó nói là bà nội của con bị bệnh nặng nên là con cũng muốn về quê sẵn thăm nội của con luôn, chứ con sợ nếu mà nội con có chuyện gì á là con hối hận lắm á mẹ. Nói chuyện không có suy nghĩ gì hết trơn á. Bà nội bị bệnh nặng, cô đi về đó lỡ tiếp xúc với người bệnh rồi ảnh hưởng thai nhi thì sao? Rồi ăn nói làm sao với tôi đây? Có gì để em xin mẹ sao cho. Mẹ, hai vợ chồng con hiểu rồi. Nói không vừa ý lại mặt chầm dầm chầm dầm. Riết á, tôi biết sống sao cho vừa lòng mấy người nữa. Thưa mẹ, mới đi chợ về. Đại biểu coi, ngồi xuống đó. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái gì vậy? Cô làm cái trò gì vậy? Cô coi đó, từ hôm bữa tới giờ cô có làm cái gì ra hồn không? Có hôm ấy thì nấu ăn mặn lè mặn lét, rồi bữa nay á đập chén đập bát vậy hả? Tính phá nát cái nhà này hay sao? Trời, còn tỏ thái độ với tôi vậy hả? Trơ trơ tráo tráo với mẹ chồng, từ đầu đáng lẽ không có cho cô vô cái nhà này nữa. Con dâu đâu mà hỗn láo. Từ cái ngày á tôi không cho cô về nhà mẹ đẻ là cô tỏ hết thái độ này đến thái độ khác. Tôi nói thiệt với cô á, cô mà không có thai, tôi kêu thằng con trai tôi bỏ cô cho rồi. Cái thứ con dâu mất nết hỗn láo à. Ơi, anh về rồi nè. Vợ ơi, vợ. Vợ ơi, vợ. Vợ ơi, em sao vậy vợ? Sao tự nhiên em làm điều ngu ngốc gì vợ? Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi. Tỉnh dậy đi vợ. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Cái gì vậy? Vợ ơi, mẹ. Ôi trời, Vợ con bị làm sao vậy? Sao Vợ, mẹ. Gọi xe cấp cứu cho vợ tôi đi mẹ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mẹ, giờ con về rồi nè.
Ngồi xuống đây đi, từ từ thôi nha. Chị...